Chào cả nhà, bây giờ nhà bà Đào dẫn cả nhà đi tham quan thành phố biển về đêm Vũng Tàu. Đây là nhà hàng Gành Hào. Buổi tối nha cả nhà. Thành phố biển này. Giờ em dẫn cả nhà đi tham quan thành phố biển buổi tối. Đây là cái nhà hàng Gành Hào là nó nằm ở sát mé biển luôn nha. Tối nó lên đèn đẹp lung linh. Đây là thành phố biển tối thứ bảy nhộn nhịp đông đúc. Giờ em dẫn cả nhà đi tham quan. Đó, bên kia là núi lớn nha cả nhà. Núi lớn của Bãi Trước. Đây thành phố biển về đêm nha. Review thành phố biển Vũng Tàu. Tối thứ bảy nó sẽ như thế nào? Thấy thì nó cũng đông đúc. Mình đi dạo biển. Đây nó đây. Đây lẩu cá đuối 154 rất là đông. Đây là cái bãi trước nha. Mình sẽ dẫn cả nhà đi tham quan cái bờ biển bãi trước. Rất là đông vui. Đi dạo biển buổi tối. Đây, ốc Vũng Tàu mới đây đông hơn là thế. Thành phố biển thật là nhộn nhịp. Tối thứ bảy. Quán cà phê. Chỉ ra cái mùa này sao quán cà phê ế dữ ta. Đây thành phố biển về đêm, cái này là bãi trước nha cả nhà. Bãi trước có mấy cái cây dừa nó mọc siêu mọc dẻo mà nó mọc cái nền xi măng luôn. Đây bên đây là cái công viên. Đây thì là công viên Quang Trung hả, đường Quang Trung. Công viên này cũng vui quá nè. Buổi tối những ngày ở gần thành phố biển này người ta đi tắm biển giải trí một ngày. Thứ bảy ta ra, chủ nhật ta về, nó cũng được giải trí được một hai ngày. Đây cái công viên này làm gì vui quá nè, vô đó quay đi tí. Đây vui hồn xuân quý mão. Trời ơi, cái cây này cây gì nó gắn đèn đẹp chứ, vô giống quay cái đi lướt cái đi vậy thôi dạy qua. đó. Quay cái cây tím tím, cái này là công viên gì ghê ha, sợ tao quánh. Công viên thành công viên Bãi Trước thành phố biển Vũng Tàu nha cả nhà. Mình cũng đi dạo ngắm biển
sẵn em quay em cho cả nhà review cho cả nhà ngắm biển Vũng Tàu tối thứ bảy đi ngắm giải trí. Quẹo dưới đường này đường gì vui quá nè. Ủa đường này có 1 chiều hả? Chiều 2 chiều. Đây là kem kẹp. Cái đường này là đường gì vậy? Cái đường này đường sách hả? Đường này là bán cà phê. Đường sách cũng vui, thành phố biển mà cũng là nhộn nhịp, cũng nhiều phố để vui chơi. Đi xuống đây hà, đi qua đây, xuống đây hà, đi qua đây, qua đây đi, vòng qua đây đi, qua đây dòm giải trí. Đây bên đây là gì, công viên gì? Đây tối công viên bãi trước nó vui ghê. Trời, thứ bảy chủ nhật mình đi ra đây mình xả stress một ngày hai ngày, mình hết stress rồi mình về cũng được, cũng gần ở thành phố. Đây công viên, có công viên con mèo đó hả? Cơm nhiều. Đây giờ giờ mình đi tiếp qua bãi trước đây. Tối xách xe để chạy vòng vòng thấy cũng vui. Thành phố nó có thú vui của thành phố. Thành phố biển nó có thú vui của thành phố biển. Thành phố biển thì tập trung các tỉnh. Bắc Trung Nam đều có. Ai rảnh rỗi đi xả stress là người ta cứ đi thôi. Còn thành phố thì tối người ta đi vòng vòng ngoài đường để chơi thôi, trai gái đi ăn đi uống. Còn Vũng Tàu là người ta đi ra, người ta tắm biển, người ta giải trí, ăn uống. Ở công viên bãi trước nó làm tới đây hết hả ta? Đây cà phê xét kem 360 độ. Ủa ngay chỗ cái đâu tí, ngay chỗ cái cáp treo nằm đâu tí, cái cáp treo á, tới chưa? Cáp treo á, cái cáp treo lên Hồ Mây á, tới chưa? Thì nó còn cái nhà hàng gì đây. Đây là muốn tối rồi. Cái clip đi ngắm biển thôi kết thúc ở đây nha cả nhà. Khi nào em thấy cái con đường nào đẹp, thành phố biển nào đẹp em sẽ quay review cho cả nhà xem nha cả nhà. Xin chào, hẹn gặp lại. Đây là ẩm thực Hòn Rù Rì.
Tới đây nè, cấp đây Hồng Mây nè, chưa tắt, chưa mở lại, chưa tắt, chưa tắt luôn hả? Đây, cái này là cáp treo Hồ Mây nè nha cả nhà. Đây, nó còn một đoạn này nữa. Cái này là cái khu quán kem, quán gà rán, cái viên chiên. Cái này là cáp treo, nhà ga cáp treo đi Hồ Mây trên núi nha cả nhà. Đó, trời ơi, nó bán đủ thứ nè. Nó làm đèn chói lòi luôn. Lấy dụ trẻ em. Bên đây có cà phê. Dụ trẻ em ăn. Cái viên chiên cà lem. Đây, còn đây nữa là hết. Đây là ốc tự nhiên ba. Ốc tự nhiên là tí. Đây. Đây là review con đường. Biển buổi tối. Chắc là đông vui. Review thực tế luôn. Cà phê, ăn uống, quán bar, đủ các thứ, tất tần tật. Rất là đông vui. Hả? Ở đây còn cái ốc tự nhiên nữa hả? Tự nhiên 2. Hình như cái ta ăn cái 2 hay 3 gì rồi. Hình như ta ăn cái 3. Ăn cái 3, cái 4. Đây là lẩu cá đuối. Đây, lẩu cá đuối Úc 10. Nay dọn ra đây cũng vui, bán đây ngoài đây vui. Rồi hết. Thôi tới đây à, thôi em băng qua đường. Thôi chào cả nhà nha. Cái đường ven biển thành phố về đêm là hết nha cả nhà. Xin chào, hẹn gặp lại. Tắt chưa? Tắt chưa? Tắt chưa? Tắt chưa? Tắt thì tao ngừng nói.